Sau một hồi nấu thì cá quên ốc cũng đã chín rồi mọi người. Mình rút điện ra. Đó, mình nấu trong cái nồi cơm điện nè. Đó, mọi người thấy không? Rồi, bây giờ bắt đầu mình làm chén mắm gừng và thưởng thức thôi nha mọi người. Đây mình làm tham khảo, mình cũng nấu ít rồi. Đó, ở dưới có xả nè. Giờ mình làm chén mắm gừng nữa là mình có thể thưởng thức thôi nha mọi người. Còn bạn nào mà không thích nữa thì làm muối ớt nha mọi người.